thường được gọi là Tết ta, Tết âm lịch, Tết cổ truyền, năm mới hay chỉ đơn giản là Tết. Đây là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam và một số dân tộc chịu ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc. Theo quan niệm của người phương Đông xưa, thế giới được tạo nên từ ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tư tưởng của hình ảnh ngũ hành hội nhập sâu sắc với đời sống văn hóa vật chất, tinh thần của các dân tộc phương Đông với rất nhiều biểu hiện. Một trong những độc đáo của hội nhập ngũ hành là mâm ngũ quả ngày Tết. Mâm ngũ quả truyền thống của người Việt Nam thường bao gồm 5 loại quả được xếp theo kiểu hình tháp lên đĩa to hoặc mâm đặt trên bàn thờ. Ngày nay, cuộc sống hiện đại với sự giao lưu phong tục làm cho mâm ngũ quả ít nhiều biến đổi. Số quả có thể nhiều hơn năm, cách sắp xếp tự do hơn, trang trí hoa lá, cắm nến để tạo ánh sáng, kết hợp dây đèn điện tử nhờ màu sắc xung quanh. Tất cả các loại quả trưng dịp Tết đều có thể đem trưng bày: chuối, bưởi, phật thủ, dưa hấu, cam, quýt, dứa, na, trứng gà, hồng xiêm, táo. Mỗi một loại quả lại một ý nghĩa riêng. Nải chuối phật tử như bàn tay che chở, bưởi, dưa hấu căng tròn, mắt lành hứa hẹn năm mới đầy ngọt ngào, may mắn. Hồng quýt rực lên với màu sắc mạnh mẽ, tượng trưng cho sự thành đạt. Ngày đầu năm mới, ngày thiêng linh nhất, gia chủ sẽ bổ một quả dưa hấu. Mọi người hồi hộp chờ đợi, ruột đỏ tươi, vị ngọt giòn, chia đều cho mỗi người một miếng. Đưa dưa hấu vào miệng, thưởng thức vị ngọt thanh như đường cát, mắt chẳng kém đường phèn, không rộn ràng như mai vàng, không ồn ào như đào thắm. Dưa hấu hiện diện một cách khiêm tốn trên bàn thờ. Với hình thể tròn lẳn, ruột đỏ vỏ xanh, căng tròn mọng nước, dưa hấu là hình tượng của những gì viên mãn, là hình ảnh của sức sống, ẩn kín được trang trọng, bày trên bàn thờ. Màu đỏ của trái dưa hấu tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Bổ dưa hấu vào ngày mùng 1 Tết, mang sắc đỏ thắm, ai ai cũng vui mừng, kỳ vọng cho công việc làm ăn cả năm được hưng thịnh. Người Việt đều biết nguồn gốc của trái dưa hấu từ câu chuyện cổ tích Ma Ăn Tiêm. Màu đỏ là hình ảnh tượng trưng cho may mắn, thành công. Màu xanh vỏ của quả dưa hấu ẩn chứa niềm vui, hạnh phúc bên trong. Vị ngọt thanh gợi cho mọi người nhớ tình thân, bạn bè, gia đình. Màu sắc đỏ của dưa hấu nói lên ít nhiều sự hưng thịnh của gia chủ. Dưa hấu thơm ngon, ngọt ngào, tuy nhiên không phải ai cũng biết loại quả này lại là một lo ngại với người mắc bệnh đái tháo đường. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Hảo, khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dưa hấu thơm ngon là vậy, tuy nhiên lại có chỉ số đường huyết GI cao. Chỉ số đường huyết trong 100g dưa hấu dao động từ 72 đến 80/100. Mặc dù chứa đường, nhưng dưa hấu vẫn có thể an toàn với người mắc bệnh tiểu đường. Rất nhiều người bệnh tiểu đường lo lắng rằng không biết liệu mình có thể ăn dưa hấu đỏ cả năm được hay không. Trả lời cho câu hỏi này, bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Hảo cho biết, người bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể ăn được dưa hấu, tuy nhiên nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải và được đưa vào kế hoạch cho bữa ăn tổng thể. Thì cũng như là các loại thức ăn khác thôi, hoa quả, quả chín người ta cũng chia ra, đó là những cái loại có chỉ số đường huyết cao, chỉ số đường huyết trung bình và chỉ số đường huyết thấp. Ví dụ chỉ số đường huyết cao, ví dụ như là dưa hấu này, xoài chín này, na này, mít này. Những loại trung bình chúng ta có thể như là ăn ổi, ăn táo, ăn thanh long, hoặc là những quả thấp ví dụ như là quả roi. Thì ví dụ như dưa hấu nghe thì đã thấy nó ở trong cái ngưỡng cao rồi đúng không? Thế thì việc mà chúng ta muốn ăn thì chúng ta vẫn ăn được. Nhưng mỗi lần chúng ta chỉ ăn cắt nhỏ ra khoảng tầm chừng 150g thôi, tức là một miếng nhỏ thôi, chúng ta ăn để có được cái gọi là cái hương vị hoặc là cái tráng miệng thôi. Cái tráng miệng ở đây nghĩa là bữa phụ thôi, chứ chúng ta không ăn ngay sau bữa ăn, nên là chúng ta vẫn có thể ăn được, nhưng một lần chỉ khoảng 150g thôi nhá. Chúng ta sẽ không ăn nhiều, bởi vì ăn nhiều nó sẽ làm tăng đường huyết, và chúng ta ăn dạng miếng, không uống nước ép. Đó. Cũng theo bác sĩ Hảo, dưa hấu là một loại quả có chỉ số đường huyết rất cao. Nếu người bệnh tiểu đường ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, chỉ số này lại phản ánh lượng đường thực sự mà cơ thể sẽ hấp thu. Do đó, khi lựa chọn thực phẩm, không chỉ cần quan tâm đến việc thức ăn đó sẽ làm lượng đường đi vào trong mạch máu nhanh như thế nào, mà còn cần phải chú ý đến tổng thể của lượng đường nó sẽ cung cấp. Tuy có chỉ số GI cao, nhưng tổng lượng đường trong 100g dưa hấu lại rất thấp, khoảng 2,3g. Do đó, người bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể ăn được khoảng 200g dưa hấu mỗi ngày mà không lo đường huyết tăng cao. Mặt khác, các khoáng chất kali, magie có trong dưa hấu sẽ giúp insulin cho cơ thể hoạt động đúng chức năng, từ đó làm giảm lượng đường trong máu. Hoạt chất dinh dưỡng có trong dưa hấu cũng được chứng minh sẽ giúp cải thiện độ nhạy của insulin ở bệnh nhân đái tháo đường tuyết thai. Nếu một người thêm dưa hấu hoặc trái cây khác vào bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ cũng nên cân đối với chất béo bổ dưỡng protein.
chất béo và protein sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Dưa hấu là loại trái cây có chỉ số GI cao, vì thế khi ăn dưa hấu nên tránh kết hợp với những loại thực phẩm có chỉ số GI cao khác. Thay vào đó, nên ăn cùng những loại hạt, các nguồn chất béo, protein bổ sung khác. Tuy nhiên, có một lưu ý cực kỳ quan trọng đối với người bệnh tiểu đường khi ăn dưa hấu, đó là tuyệt đối không được sử dụng nước ép dưa hấu. Nguyên nhân chính là do lượng đường trong hoa quả sẽ tăng lên nếu sử dụng dưới dạng nước ép hoa quả. Trong khi đó, chất xơ trong trái cây là thành phần then chốt có khả năng cản trở làm chậm lại, làm giảm hấp thu đường vào ruột thì lại mất đi. Nhưng lưu ý khi người bệnh tiểu đường ăn dưa hấu, nên ăn dưa hấu sau bữa ăn chính khoảng 2 giờ. Thông thường thức ăn nạp vào cơ thể sẽ được tiêu thụ hoàn toàn sau 3 tiếng. Vì thế khoảng thời gian này cần để bổ sung thêm thức ăn, tránh bị hạ đường huyết. Bên cạnh đó, tránh ăn ngay sau khi bữa ăn vì sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Vì thế hoa quả nói chung và dưa hấu nói riêng nên được ăn sau bữa ăn khoảng 2 tiếng. Những lần ăn cách nhau ít nhất 6 giờ đến 8 giờ và chỉ nên ăn từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Nên cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ để ăn. Việc chia dưa hấu thành nhiều miếng vừa ăn sẽ tiện lợi hơn cho việc bảo quản. Ngoài ra, cũng sẽ giúp kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ, ổn định lượng đường trong máu. Cũng có thể ăn phần thịt trắng. Ít người biết rằng phần thịt trắng của dưa hấu là phần chứa rất nhiều chất xơ. Phần này sẽ góp phần ổn định lượng đường trong máu, hạn chế đường hấp thu vào ruột. Không ăn dưa hấu đông lạnh. Người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn dưa hấu đông lạnh với tiêu thụ lượng cho phép là tầm 200g mỗi ngày. Không nên ăn dưa hấu đông lạnh vì rất dễ gây khó tiêu, đau bụng và tiêu chảy. Bác sĩ Hảo cũng lưu ý thêm, người bị bệnh tiểu đường phải duy trì đảm bảo kiêng ba chân, dùng thuốc, chế độ ăn uống và tập luyện. Người tiểu đường nên duy trì chế độ ăn uống hợp lý, cân đối, ăn đa dạng các loại thực phẩm và cơ cấu bữa ăn cân bằng. Nên chia nhỏ bữa ăn 5-6 bữa trên một ngày, 3 bữa chính, 2-3 bữa phụ. Bên cạnh đó, còn phải duy trì tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, đo lượng đường huyết thường xuyên. Một số môn thể thao tốt cho người bệnh nhân tiểu đường đó là đi bộ, cầu lông, đạp xe, bơi lội. Trong dịp Tết Nguyên đán, cũng có thể tập thể dục ở trong nhà với những bài tập nhẹ nhàng. Đối với người bệnh đái tháo đường thì chúng tôi luôn luôn coi các bạn có một cuộc sống bình thường, không có gì là quá đặc biệt. Chúc cho các bạn có những cái lựa chọn thông minh, lựa chọn hợp lý trong các bữa ăn để chúng ta vẫn có thể thưởng thức được hương vị của ngày Tết, vẫn sử dụng được những cái món ăn mà chỉ có Tết chúng ta mới mua, chỉ có Tết thì chúng ta mới dùng, mà không phải quá lo âu hay quá lo sợ. Chỉ cần là chúng ta tuân thủ theo những gì mà bác sĩ hướng dẫn, tuân thủ theo những gì mà chúng ta ăn hàng ngày thì chúng ta sẽ có một cái Tết rất là vui vẻ, đầm ấm và có sức khỏe tốt.